Thầy chào các em. Thầy rất vui được gặp lại các em trong bài học hôm nay. Hôm nay thầy tiếp tục sửa bài tập số 36 của bài số 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba của hai tam giác. Hai tam giác nếu có hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau. Hôm nay chúng ta sử dụng kiến thức cơ bản như vậy để chúng ta giải bài tập. Bây giờ thầy vào sửa bài tập. Nội dung của bài 36 như sau: tính độ dài x của đoạn thẳng BD trong hình vẽ. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, biết rằng ABCD là hình thang với AB song song với CD. Độ dài AB bằng 12,5 cm, CD bằng 28,5 cm và góc DAB bằng góc DBC như cho hình vẽ. Thế thì dựa vào hình vẽ này, chúng ta muốn tính cạnh x và chỉ cho hai độ dài hai cạnh đáy của hình thang thì bây giờ làm thế nào? Thì bây giờ các em phải xét hai tam giác, đó là tam giác ABD đồng dạng với tam giác còn lại với các góc tương ứng như thế nào thì chúng ta phải tính góc. Vì trong hình thang đã cho một góc A bằng góc DBC rồi, cho nên chúng ta phải buộc phải tìm một quan hệ hai góc bằng nhau dùng quan hệ song song. Đó là vì AB song song với CD, cho nên chúng ta sẽ có hai góc so le trong bằng nhau. Đó là góc ABD sẽ bằng góc BDC. Vậy thì khi đó hai tam giác A B D và tam giác B D C thầy đã viết theo thứ tự định. Hai tam giác này có hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia, cho nên hai tam giác này đồng dạng. Từ đây chúng ta sẽ suy ra tỷ số đồng dạng và chúng ta tìm được x. Bây giờ thầy vào trình bày lời giải. Trước hết, ta có góc A BD bằng góc B DC. Hai góc so le trong. Vậy xét hai tam giác A B D và B D C. Có góc DAB bằng góc DBC, tức là hai góc này bằng nhau các em. Góc tiếp theo là mình vừa viết, đó là hai góc so le trong, đó là góc ABD. Thì bằng góc BDC, tức là hai góc, hai gạch này bằng nhau. Vậy thì hai tam giác có hai góc tương ứng bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra hai tam giác này đồng dạng. Bây giờ chúng ta viết theo đỉnh A BD đồng dạng với tam giác đỉnh A thì tương ứng với đỉnh B. Đỉnh B của tam giác ABD thì tương ứng với đỉnh D của tam giác BDC. Rồi cuối cùng còn đỉnh còn lại là đỉnh C. Các em nhớ việc dựa vào hình chúng ta viết. Khi được hai tam giác đồng dạng rồi
thì bây giờ người ta nói kém là tính cái độ dài x của đoạn thẳng BD, thì kém phải lấy tỉ số có BD. Thì bây giờ ta suy ra BD trên DC sẽ bằng, chúng ta liên hệ đến các cạnh để cho bằng AB thì trên BD. Từ đây chúng ta thay BD là bằng x chia cho DC bằng 28,5 sẽ bằng AB bằng 12,5 trên cho BD là bằng x. Vì từ đây ta suy ra x chia cho 28,5 bằng 12,5 chia cho x. Vậy chúng ta có tích x nhân x là x bình phương sẽ bằng 28,5 nhân với 12,5. Kết quả này nó sẽ bằng 356,25. Bây giờ muốn tìm x thì các em khai căn bậc 2 của hai vế, vì x là độ dài đoạn thẳng dương cho nên các em lấy giá trị căn dương. Và các em tính xấp xỉ ra được 18,9. Như vậy chúng ta tính x là xấp xỉ 18,9 cm. Bây giờ chúng ta ghi đáp số. Đáp số x xấp xỉ 18,9. Các em làm tròn một chữ số sau dấu phẩy cm. Như vậy thì kết thúc lời giải. Ở bài 36, các em để ý một điều. Những bài toán mà cho bởi hình thang thì thường thường chúng ta dùng góc bằng nhau, đó là góc so le trong. Đây là một điều các em cần chú ý trong những bài toán đồng giảng. Và nếu thầy vẽ thêm một đường chéo nữa thì chúng ta sẽ có hai tam giác có hai cạnh tương ứng song song và có một đỉnh chung, đó là giao điểm của hai đường chéo. Đấy cũng là một cái điều các em cần lưu ý thứ hai. Cuối cùng thì cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Chào tạm biệt các em.